Chào mọi người, mình là Trung, kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình sẽ quay mấy cần này cho mọi người lựa chọn này. Đấy. Đấy. Rồi, trước tiên mình sẽ quay cái cần đầu tiên, cần này. Đấy. Cần này nha mọi người. Đấy. Cần này là cần tay. Cần là dài 4m2, thu vào ngắn nhất của nó là 41cm. Đấy. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,9 ly. Cân nặng của nó là 280g nha mọi người. Rất là gọn. Đây. Đấy. Đây mình lấy nát lại chỗ gần. Cái đoạn này nó nứt này, mà như cái đoạn này, cái đoạn lắm chỗ này, người ta thay cái lắm chỗ này rồi nha mọi người. Đây, một lắm. Đấy, người ta thay một cái lắm chỗ này. Đấy. Nó bị sao người ta thay một cái lắm chỗ này. Còn chỗ này thì mình thấy hơi nứt nứt này. Đấy. Nứt này. Mọi người về cọc ước rồi nhé. Cần này thì đã có chế rồi nha mọi người. Người ta chế luôn. Báo trước là mình không chế cần nha mọi người, mình không chế cái này sẵn bên kia về người ta chế như thế này. Đấy, mình cũng không rõ nữa. Đây, mình thấy cái nào mình báo chế là mình báo chế nhé. Đây, như cái này người ta cũng chế rồi này. Đấy. Người ta chế hai cái đầu, hai cái lóng đó. Đấy. Đấy. Ok. Rồi. Nó qua hết cái cần nữa rồi đó. Đây, thông số nha mọi người. Cần này cần số số 1. Cần này bán 280.000 nha mọi người. 280.000. Cần số 1. Tiếp theo đây là cần số 2. Cần số 2. Đây là cái cần rút. Này, dài 1m7, thu vào ngắn nhất của nó là 45cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1,8 ly, cân nặng của nó là 120g. Đấy, giá tiền của nó là 140.000. Đây. Bắt của nó. Khoan. Đấy. Khoan inox nha mọi người. Cần này coi rất là rõ. Đẹp nhá. Cần 140. Đấy cái gớm. Đấy nha mọi người. Khoan còn đẹp. Đấy. Cần này nguyên vẹn. Số 2, 140. Tiếp theo cái cần số 3. Đây, cần số 3 lại cần 3 đoạn nha mọi người. Cần số 3 lại cần 3 đoạn. Cần số 3 cần 3 đoạn. 3 đoạn này thì mình để mọi người coi từng đoạn luôn. Đây. Cần này dài 2m3, thu vào ngắn nhất của nó là 80cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng của nó là 320g nha mọi người. Đấy, bắt vặn này. Đấy, thử cắm rồi đây. Thứ hai này. Đấy. Khoan của nó này.
đến đây. Đang cái đài hơi cứng rồi, mọi người về cho thêm dầu gì đãi cho nó trơn nha mọi người. Cái này nó đang đấy, nó hút rị, lúc mình rị ra mà hút hơi đi. Đè cái hơi vào đấy. Đấy. Đấy mọi người. Đây. Phan mọi người coi đi, đỉnh này. Đấy. Phan còn phan inox luôn. Cái cần số 3 này giá 300 mọi người, số 3 giá 300. Số 3 300 mọi người. Số 3 300 nhé. Cần thứ 4. Cần thứ 4. À mình cũng nói luôn cho mọi người nhé, cái cần nào mà nó có ghi made in hay là có chữ có tên gì thì mình sẽ quay cho mọi người. Còn nếu mọi người không thấy mình nói thì có nghĩa là nó bị mòn chữ mòn tem rồi, nên mình không có thấy được, nên mình cũng chả nói gì nha mọi người. Đấy, mọi người để ý. Cái cần này cần rút dài 2m6 này, thu và ngắn nhất của nó là 99cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng của nó là 220g nha mọi người. Nếu mọi người coi kênh của mình Quang rồi thì mọi người nhìn cái thông số đó là mọi người sẽ biết vị trí rồi mình nghi. Đấy. Này móc thì quấn cái lưỡi gì trong này. Này có phải lưỡi cao không mọi người? Đây, con kêu là chỉ quấn cái đáy thôi nha mọi người, còn chỗ này cần nó không bị gì nhá. Đây. Quấn cái này giữ vào đây thôi. Đấy. Đây này. Lưỡi gì đây? Còn đá rồi nha mọi người. Đấy. À, để còn có nứt bể gì cái này không? Không nứt bể. Cái này cũng không nứt bể luôn. Đấy. Bốn cái fan đều còn nguyên vẹn, đầu bu cũng còn nguyên vẹn nha mọi người. Đấy. Rồi ok, mình đã qua hết cái căn này. Cái căn này cần số 4. Số 4. Cái căn này bán 200 nha mọi người, như bên dưới mình có ghi đấy. Giá 200, số 4 giá 200. Tiếp theo cần số 5. Cái cần này cần đai hoa nha mọi người, cần đai hoa dài 3m1 này, thu vào ngắn nhất của nó là 86cm này, đường kính độc đỉnh là 0,9 ly, còn cân nặng của nó là 120g, giá 160.000. Đấy bát này, đấy bên 5. Số của nó đây, đây qua. Đây. Đầu bu của nó đây. Đấy. Đầu bu của nó sao người ta cọc cái fan này ta. Nó không rõ nữa đây. Này người ta làm thành giống như cần tay tự máy luôn rồi. Đấy. Cái này, này hai cái fan này thì vừa bị nứt mà vừa bị mất đá nha mọi người, vừa bị nứt vừa mất đá, mọi người về thay luôn. Cái này thì bị nứt mà không mất đá này, còn cái fan này, fan cuối này bị nứt và bị mất đá này,
chỉ có khoảng giữa này bị nứt không mắc đá thôi, còn lại mấy cái này mắc đá hết rồi. Đấy. Phải thực hiện cho mọi người coi thật kỹ. Ok nha mọi người. Cần là giá 160.000 nha mọi người. Số 5 giá 160.000. Năm 160.000. Tiếp theo cái cần số 6. Đây, cái cần này bị mắc cái đuôi vặn như thế này rồi. Mọi người về chế xu rồi nhé. Đây. Cái cần này dài 2m7, thu và ngắn nhất của nó là 98cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,3 ly, còn cân nặng của nó là 200g, giá tiền là 350.000. Đấy. Của nó nhìn nó hơi rỉ, mọi người về đánh rỉ này đi. Đấy, vẫn còn đá nha mọi người. Đấy, nhìn rỉ thôi chứ vẫn còn đá ở bên trong nha mọi người. Vẫn còn đá, đây, nó vẫn đầy đủ. Còn phan vẫn đầy đủ, chỉ có hơi bị rỉ thôi nha mọi người. Nước sơn còn đẹp kia luôn á. Ok, đã giới thiệu xong cái cần này. Cần này cần số số 6, 350.000 nha mọi người. Số 6, 350.000. Đấy. Cần là chỉ có mấy cái khoang nó hơi rỉ, với lại nó mắc cái nắp đít thôi. Còn nhìn rất là ngon và mới. Tiếp theo là cái cần này. Cần tay nha mọi người, cần tay dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, đường kính độc đỉnh của nó là 1,4 ly, còn cân nặng của nó là 160g, giá tiền 150.000. Đấy. Con cước chưa được nè, độc đỉnh này nó hơi gãi một tí nha mọi người, nó gãi đi một tí thôi, một tí thôi cái độc đỉnh này. Đấy. Đọc mà sao nó bị cứng rút không ra thế này. Có đọc mà nó bị cứng mọi người. Chứ vì sao nó bị cứng cái đọc này. Đoạn này này, nó bị cứng. Nó cứng luôn. Không hiểu vì sao. Mở ra phía sau mình coi cái đoạn nó thử xem. Phía sau này mình thấy nó có một đoạn này thôi. Đấy. Thấy nó có một đoạn này thôi nha mọi người. Đấy. Phía sau này, sao nó có chỗ có đoạn bị cứng, mình thấy nó có một đoạn này thôi. Đấy.
hết cái cần này rồi nha mọi người. Cái cần này cần số 7. 7. Giá cái cần này 150.000. 150.000 nha mọi người. Tiếp theo, cần số 8. 8 là cái cần này. Đấy. Dài 3m6, thu và ngắn nhất của nó là 92cm, đường kính đọc đỉnh là 0,5 ly, cân nặng của nó là 120g. Đấy. Ghi chữ gì đây? Này, khoan của nó bị gãy này. Cần tay tự máy á, đây gãy đầu bu luôn nha mọi người, gãy đầu bu rồi, gãy cái độc rồi. Đấy. Đấy. Cọc luôn trong này, này. Bể vô này. Còn cái khoan này à, lại còn cái khoan này thì làm cần tay tự máy luôn rồi. Đấy, chỗ này thì bứt cái khoan chỗ này rồi nhé. Rồi như thế là mình đã qua hết cái cần rồi cho mọi người. Đấy. Cần lỗi rồi thì mình cố gắng mình quay cái cần nó lỗi chỗ nào mình chỉ cho mọi người nha mọi người. Cần này cần số 8. Đấy, cần này giá 150.000. Số 8 150.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 9. Rồi. Cần số 9 là cần tay Daiwa. À, cần này cần cần máy mọi người, cần máy quay nhập. Dài 3m2, thu vào ngắn nhất của nó là 95cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 0,9 ly, còn cân nặng của nó là 140g, giá tiền của nó là 250.000. Đấy. Về cọc cái đầu bu này là nhau. Cái đầu khuyên này thì rất là dễ cọc nha. Đây này thì nó bị gãy một tí rồi, nó bị gãy một tí rồi. Đấy. Nó cọc cái dài vậy là mình cũng không rõ nữa. Nha mọi người. Rồi. Vừa quay xong cái cần này. Đấy. Nó để thông số được cho mọi người. Số 9. 9. Cần này 250.000 nha mọi người. 250.000. Theo cần số 10. Đây mọi người. Cần này dài 1m8, thu vào ngắn nhất của nó là 40cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,7 ly, cân nặng của nó là 120g nha mọi người. Đấy. Đây này. Phan này còn nguyên. Chỉ có hơi bị oxy hóa mọi người, về đánh rỉ ra, trà nhám ra là được. Nha. Thấy không? Rồi, cần này thì nó có chứ, độ dài nó có chỉ có chừng đấy thôi.
1m8 rồi. Dài 1m8. Con này con số 9. Giá 150.000 nha mọi người. 9 giá 150.000. Tiếp theo số 10. Số 10 là cái cần 2 khúc. Đây. Cần 2 khúc. Mình cho mọi người coi khúc này trước. Đuôi này trước. Dài 1m6, thu vào ngắn ngắt của nó là 83 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng của nó là 180 gram. Đây, giá tiền của nó là 150.000. Đấy. Thì nó hơi cũ kỹ nhưng mà cầm rất là cứng rồi, cứng ngắc à. Đấy, phan của nó đây, phan của nó là phan này nó gãy rồi nhá, rồi nó gãy rồi nhá. Tiếp theo cái đoạn trên đọc này. Đấy. Chỉ có cái phan cuối cùng là nó bị gãy rồi nha mọi người. Phan cuối cùng là nó bị gãy đứt rồi. Đây, này về vệ sinh nha, chà nhám này nhé. Đấy, cái cần này hơi cũ, nó lại nó bị đứt cái phan cuối nha. Tổng cộng nó có 1, 2, 3 cái phan và 1 đầu bu. Đấy, nó bị đứt cái phan cuối. Đấy, cần là cần số 11. 150.000. 11, 150.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 12 là một cái cần tay. Đấy. Chiều dài của nó là 3m9, thu vào ngắn nhất của nó là 89 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,1 ly. Cân nặng của nó là 240 gram. Đây. Tay em hãng gì đây? TFR đấy kìa. Cái này nó không bị gãy, không bị gãy, nhưng mà cái thường mấy cái cần tay nó hay có cái đầu su, đầu nhựa ở trên đầu này nè, nó đứt cái đầu su nó rồi, đứt cái đầu dây nhựa đó này nha mọi người. Đây, nó vẫn còn cái vivia đây. Chứ còn đầu bu thì nó không có gãy nha mọi người, nó vẫn còn nguyên à. Đấy. Cái đào này nó bọc kim loại hết, rất là vững, rất là chắc nha mọi người, đỡ bị nứt bể mấy cái đào đấy. Đây. Đấy. Rồi, mình quay hết cho thằng tay rồi. Đây này mình cầm rất là thấy cứng cáp nha mọi người. Đấy. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,1 ly rồi. Đấy. Cần này giá 200 nha mọi người. Giá 200. Còn số 12. Giá 200. Đấy. Tiếp theo cái cần số 13. Đấy. Cần này nó cũng bị lỗi hay bị mất cái đầu đít gì rồi á. Đây, cái giá không kêu đây. Thôi mình coi như mắt đi, mắt cái đít vặn này nha mọi người. Dài 2m1, thu vào ngắn ngắt của nó là 56 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,1 ly. Còn cân nặng của nó là 120 gram. Đây. Cái cần này giá tiền là 200. Đấy. Đây.
mấy cái khoan của nó bị rỉ nha mọi người, bị rỉ nè, nhưng mà đá vẫn còn nè, khoan là đá vẫn còn nguyên này đấy, chỉ có bề ngoài thì nó hơi bị rỉ, mọi người về đánh rỉ hết ra đấy. Chỉ có mấy cái khoan bị rỉ thôi, còn mình thấy là nước sơn nó cũng được à, còn được đấy. Đấy mọi người. Rồi, cái cần này số 13 200. À, số 13 này cũng kết thúc những cái cần trong video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giùm mình là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người.